Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Crash, đó chính là giống như kiểu là Slither.io ấy. Và mình hôm nay sẽ có một hero mới, đó chính là Thor thần sấm. Oh my god. Thần sấm này này anh em. Oh, đẹp ghê ta. Có dao mới. Có dao mới không ta? Cái mở chi xua này, mở chest kìa, saber các kiểu kìa. Thôi mình cứ dùng tạm này đi, cái này đang cầm đang đẹp. Rồi vào chiến anh em ơi, cái này chiến online nhá. Oh my god, ai đánh nhau với thần Thor không? Thần Thor đây, chấp mọi thể loại luôn. Có thằng đã chết rồi anh em ơi, nhanh quá. Có mấy thằng bên dưới đã chết rồi, đánh nhau đi. Sời ơi, nhầm. Ê à, double kill. Ui ôi, to thế. What the fuck, cái gì đây? Nó to thế. Bị thằng mắc cả rồng nó giết chết rồi anh em ơi. Khổ thân tôi. Đứng thứ ba à? Mình kết thúc ở thứ ba anh em ạ. Cho có thể free bằng một cái giá, một cái con dao dao nhọn, giá khoảng 8.000 đồng. Ok, mình sẽ lấy con dao này, chắc chắn mình sẽ lấy con dao này, không gì bàn cãi là mình sẽ lấy con dao này luôn luôn và ngay. Nó rất là tuyệt. Gì đây? Mở rút 10 lần game mobile, ma thú tặng là 10 lần rút cái gì, cái méo gì đó, nhìn cho nó khá là củ chuối nhỉ. Ok, chúng ta sẽ 6, 5, 4, 3, 2, 1, và kết thúc rồi. Rất tốt, chúng ta có một cái Gladius, một con dao. Một con dao ở đây. Play này anh em. Mình có thể thử được cái thằng siêu nhân này, nhưng mà chắc là không thôi. Hôm nay mình sẽ đánh Thor thôi. Để tập sau nó có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau nữa. To đấy. Cái gì đây? Kinh nghiệm đầy mình của một. Oh my god, mình cứ đứng nguyên thì chuyển sang thế thủ nha anh em. Oh my god, khỏe. Ui, lúc ấy mình đang gọi là bất tử hộ thân cái gì đó. Oh, 41 này. Hey, cái gì đây? Bên kia có một cái chìa khóa kìa. Thằng này to đấy. Ai giờ hết sa kill, thắng luôn à? Vô địch thiên hạ 198. Oh my god. Chúng ta sẽ có thể nhân 10 bằng cách đây. Ta đang có một cái nhân 10 đây. Tội gì mà không chơi nhỉ? Tội gì mà không xem ta. Game gì ra? Game này dạng theo kiểu là một cái game kiểu auto chess gì đó đây, đúng không? Khá là giống. Đúng rồi, giống hệt game auto chess luôn, không khác gì cả. Combine skin đang kiểu kết hợp một số thứ với nhau. Thì nó cũng khá là đẹp đấy chứ, đúng không? Auto Royal Chess. Đấy, đây là Auto Royal Chess. Rồi, xong chưa thì để mình chơi nào. Nhân có 9 nhỉ? Nhân có 9 lần đấy anh em ạ. Thì lại nhân có 9 lần rồi. Sao vẫn xem quảng cáo nhỉ? Tôi còn làm gì đâu mà xem quảng cáo. Gì đây? Chiến hồn bộ lạc, cái này thẻ bài rồi. Rồi, chúng ta được khoảng 6.000 và 13 game. Ngày mai thì tôi sẽ có một cái búa của thần Thor anh em ạ. Ngày thứ bảy tôi sẽ được một cái gọi là lightsaber các kiểu gì đó, nhưng mà cái này nó không cập nhật thêm nhân vật mới nhỉ. Mình thấy là nó cũng nếu nó cập thật Pikachu các kiểu. Hiện tại mình đang có Thor thôi. Lấy kiếm, lắp kiếm vô đối vào. Oh my god, thằng nào vào đây? Tại vì đã ăn hết cái đống này rồi. Ăn thêm một bé nữa. Oh my god, sao nó giết được mình ta? Không được, tôi không thể nào để nó giết thế được. Nhưng mà phải xem quảng cáo anh em. Chúng ta phải xem quảng cáo trong vòng 30 giây cơ. Cái game này là làm quảng cáo kinh khủng. Quá nhiều quảng cáo trong một cái game này. Hơi khó chịu một tí xíu là quá nhiều quảng cáo anh em ạ. Không sao, chúng ta sẽ bỏ qua và MU Đại Thiên Sứ. Cái này là game của VNG đúng không? Đúng rồi. Nhìn có vẻ đẹp đấy. Nhìn có vẻ xịn sò. Triple kill tôi chưa chết ạ. Ui ôi, to thế. Cái méo ở đây. Đánh nhau đi. Quara kill, ok.
con lợn này nó đánh mình nhỉ? Nó muốn giết mình bằng được thì thôi anh em ạ. Sợ thật sự luôn. Chết. Ok. Ok, lấy hết rồi anh em ơi. Chưa biết là ai thua đâu. Hết xa kill luôn. Mình mà đã giữ ở đây thì mình thì chẳng ai giết được mình luôn. Mình có thể đảm bảo với anh em thế đấy. Pentakill 42 so với mình thắng rồi anh em ơi, mình thắng rồi. Mình chạy anh em ạ, cuối cùng tôi thắng đấy. Đừng có đùa nhé, xịn so phết rồi. Thắng yes, nhưng mà muốn claim được cái game này thì lại phải dùng kia thì mình không thích lắm, đúng không? Thắng là chuyện dễ, có Batman này, Dark Knight các kiểu gì đó. Oh my god, đâu rồi, đang ở đâu ta? Ui ôi, mất hết kiếm luôn ạ. Một trận nhất nhưng mà thấy nó cũng rất là mệt rồi. Mệt mỏi phết đấy. Kia là quả chuối à, mới thay đổi được cái kiếm của mình mà. Oh my god. Ôi đừng. Còn có 3 thanh kiếm thôi. Trời ơi. Trời. Tệ thật sự luôn, lúc ấy đang gọi là đang ui ôi, sợ nhờ. Bó đánh hay cơ, không phải đơn giản. Mình cần ba cái chìa khóa để mở những cái hòm xịn, mở những loại vũ khí xịn. À, cái này là đánh theo vũ khí rồi. Thần thò, khó phết đấy. Đây, cho có thể xem được một cái này giá là 10.000 bằng cách là xem quảng cáo. Nhưng mà như xem một lần đúng không? Cái này như chỉ có một lần thôi sao ấy? Nếu một lần thì nó hơi tệ, cảm giác hơi tệ một xíu, đúng không? Cái này là lấy ở trong trong Dota à? Không, lấy trong cái World of Warcraft ra. Mình nhớ như vậy. Và lấy trong World of Warcraft. Đó, có vũ khí mới. Đấy, xoay đẹp phết. Chúng ta cần thắng thêm một trận nữa. Đừng có bị gặp một cái thằng khỏe đầu tiên thì đúng là xác định luôn. Mình sẽ cần phải đi thu thập một bé chết rồi đấy. Ok, tôi đang lấy hết đống này. Tốt lắm. Anh hay thế. Triple kill luôn. Tốt thế nhỉ. Chúng ta đang rất là mạnh. Bên này Quara kill. Đúng rồi, nó vào mình là nó xác định luôn. Còn đấy mình nên đi tìm bọn nó để mình đánh thì sẽ bá hơn rất là nhiều. Mình đang là 46. Penta kill. Ồ, cái đi chậm lên sao nhỉ? Hình như mình to quá nên đi chậm ra sao ấy. Có giờ to quá nhỉ? Có mấy con nó cứ ở chỗ này luôn. Có 10 thôi nè. Rồi ôi, hết xa kill luôn. Rồi ôi, mình chỉ có giết nó thôi anh em ạ. Black Widow revive rồi kìa. Black Widow này. Còn một con nữa. Rồi ôi, thắng. Champion, nhà vô địch. Và bây giờ lúc sẽ được cái âm thanh kiếm, thanh đao gì đó. Nhìn có vẻ xịn sò. Mở theo hàng dọc xem. Và cùng méo được cái gì cả. Nó có thêm 3 key nữa. Và còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tỷ lệ ra cái này nó cũng khá thấp đấy anh em, không phải cao đâu. Xem thôi. Xem mình lấy thêm cái key mới thôi nhỉ. Chiến hồn bộ lạc. Yes. Game thì nhìn chơi cũng vẻ cũng khá là hay ho. Mình dạo này mình khá là thích chơi mấy cái dạng giống như kiểu Snake.io, giống kiểu rắn đấy anh em. Để gọi sao ta? Để gọi là có thêm những cái mới. Nhìn nó cũng hay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kết thúc rồi. Không biết là nó ở đâu. Méo có. Ôi đây rồi anh em ạ. Oh my god. May thế nhờ. Không cần phải xem thêm nữa. Yes. Hay quá.
tôi có thêm vũ khí mới anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ thanh kiếm vào miệng. Oh, platinum rồi. Vũ khí mới không biết cái nào đẹp hơn không. Cái này thôi, chắc là thôi anh em. Ôi, cái vũ khí kia đẹp hơn anh em ạ. Theo mình thấy đẹp hơn. Nó là một cái thanh kiếm của hiệp sĩ. Nhìn trông chất lượng. Trông được chất lượng lắm ấy. Đây là chỉ con dao thôi. Why? 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 Tránh đường, tránh đường. Oh my god, cái gì đây? Khó hơn rồi. Lấy. Ok. Ui, double kill luôn. Oh my godness. Ôi ôi. Kẻ ta đang vươn lên dẫn đầu. Lao vào ai. Nhìn lại mặt hàng chưa? Pikachu. Hay xa, pentakill luôn. Vô địch thiên hạ. Pikachu giật set ạ. Pikachu giật set này. Này thì giật set này. Giật set ở đâu? Speed up đó chứ. Mình còn lăng còn khỏe. Oh my god, legendary rồi. Chúng ta có thêm những cái hiệu ứng của legendary ở đây. Ôi. Rơi hết, nó đứng ở trong cái thì nó rơi hết những cái điểm bên này ra. Legendary. Oh my god, tôi bị rơi hết rồi. Thắng luôn rồi, nó tự động chết anh em ạ. Nó không thể chịu được cái nhiệt của mình, nó quá khủng khiếp như thế, sao được champion luôn. Cái con dao kia mới có được xem không ta, để lấy được không ta. Con dao, con quả kiếm đẹp thế. Cái này là trang sức kiếm anh em ạ, đẹp, rất là đẹp. Oh my god, lên. Mai mày có búa thần, minion. Hôm nay không có hứng thú chơi những vật kia, đang chơi thò, đang thích. Mà nó không cho xem nhỉ. Mình cần xem, mình lấy thêm cái vũ khí kia. Ui, con dao nhìn trông ra gì phết đấy. Đây là giết con này anh em ơi. Giết nhanh mà. Nó đâu nhỉ? Chết à? Double kill luôn với va vẩn. Lực của mình hơi mạnh đấy nhá. Có cái tàng hình à? Vào đây. Vớ vẩn. Đấm chết hết luôn. Láo toét. Cuộc đọ vũ khí thì thằng nào có nhiều vũ khí hơn thằng. Ôi. Có lẽ mình nên lao vào đánh nó thì nó sẽ hợp lý hơn. Mình đang cần lấy thêm dao anh em. Lấy hết. Wow, my god, mình có thể chém vào người nó anh em ơi. Ui, tôi đang tỏa sáng này. Ui, cay nhở, có đấy thua nhở. Có đấy bị dao chém vào mồm. Thế mới khổ. Vào quá sâu. Chưa bào được cái lớp giáp ở ngoài của nó ra. Mình hiểu cái chơi rồi. Nhưng mình chưa bào được cái lớp giáp của nó anh em. Anh em thấy không? Có nó có một cái lớp giáp ở ngoài. Lớp giáp dao rất là nhiều dao ở ngoài. Vì thế mình phải đánh hạ lớp giáp trước xong rồi mình có thể là mới đập bọn kia được. Cày thật sự luôn. Thề là cái cú luôn đấy. Mình có biết bé tí à? Ôi thôi thua. Thằng đánh hay quá. Là kinh nghiệm quá, nó chém trước mình ạ. Được, thằng ấy hay. Mới có thể xem quảng cáo để lấy thêm một con dao nữa, xong mình chơi thêm một lần nữa là đẹp nhỉ. Thế này. Saber. My god, có chest đâu. Mỗi con dao nó sẽ có kỹ năng đây này. Cái con cả kiếm lúc nãy mình có thể xem quảng cáo mới lấy được nó mà không lấy. Fuck. Con cái quả chuối là có khả năng hay sao anh em ơi. Đây free này. Nhưng mà cái kiếm này thì Diamond Rank này. Kiếm mới này, cái kiếm này không có tác dụng gì cả. Chứ quả chuối được không anh em. Mỗi cái nó sẽ có một cái hiệu ứng riêng ấy. Có nghĩa là nó sẽ nhớ lại tất cả thứ của mình trước đã có rồi. Ok. Pikachu này. Ôi ôi. Khỏe thế à. Làm sao mình có thể vào trong đây. Khó phết nhờ. Tôi thành quả chuối rồi. Ô đuôi Pikachu này. Giết luôn. Nó được hồi sinh mà. Chết luôn.
vớ va vẩn. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ôi, hay. Thằng này đánh hay thế. Phải nói quá hay luôn, quả chuối như xẹp. Phải nói như kẹt luôn. Không có gì cả. Ôi lại quảng cáo. Quảng cáo quá nửa cái thời gian mình chơi anh em. Giờ thì chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Why free hero này.